Mở đầu phần tin từ sáng đến tối sẽ là thông tin về tình hình chuẩn bị của các cầu thủ U23 Việt Nam trước trận chung kết lịch sử vào ngày mai. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì hiện nay tại Thường Châu Trung Quốc, nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu, tuyết đã ngừng rơi rồi. Tuy nhiên đến ngày mai thì tuyết vẫn tiếp tục rơi nhưng mà số lượng thì cũng sẽ ít hơn. Băn khoăn của nhiều người lúc này là thời tiết khắc nghiệt như vậy thì trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan có diễn ra hay không? Trong thư phúc đáp trả lời câu hỏi của các phóng viên ngày hôm nay, đại diện của AFC khẳng định là trận đấu sẽ diễn ra như kế hoạch. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày mai. Sáng nay thời tiết tại Thường Châu Trung Quốc ấm hơn ngày hôm qua với mức nhiệt độ là âm 1 độ C. Tuyết đã ngừng rơi nên mọi hoạt động luyện tập của các cầu thủ diễn ra bình thường. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi tập kín tại sân phụ để chuẩn bị cho trận chung kết vào ngày mai. Thời tiết lạnh khiến ban huấn luyện buộc các học trò phải khởi động thật kỹ để tránh các chấn thương không đáng có. Đến ngày hôm nay thì chấn thương chảy máu mũi của Duy Mạnh trong trận gặp Qatar đã hoàn toàn bình phục. Trong khi đó thì hậu vệ Văn Hậu vẫn chưa có thể trạng tốt nhất và khó có thể góp mặt trong trận chung kết. Trọng tài bắt chính trong trận chung kết ngày mai là ông Mã Ninh, trọng tài người Trung Quốc. Ông này đã có 3 lần điều khiển các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều quyết định của ông Mã Ninh có phần thiên vị cho các đối thủ của chúng ta, khiến không ít cổ động viên Việt Nam cảm thấy lo lắng. Nhiều pha bóng thô bạo của đối phương. Năm 1979 này được giao nhiệm vụ điều khiển trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam. Trận này ông Mã Ninh cũng đưa ra vài quyết định có phần thiên vị cho